Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách định dạng phông chữ trong Word. Giả sử như ở đây, tôi có ba đoạn văn bản và mỗi đoạn á phông chữ là khác nhau. Làm sao tôi biết là các đoạn này có phông chữ khác nhau? Thì đối với đoạn đầu tiên này, tôi sẽ đặt con chảo chuột tại đoạn đầu tiên. Sau đó ở đây, tôi sẽ nhìn lên phong chữ. Thì cái đoạn này á có phông là Noto. Còn đoạn thứ hai á có phông là Gothic và đoạn thứ ba có phong là VN Ario. Tuy nhiên á, trong quật theo văn bản hành chính nhà nước, phong bắt buộc là phong Time New Roman thì lúc đó mới là đúng chuẩn. Nếu mà các bạn chúng ta để các phong lộn xộn thế này á, nó sẽ sai quy cách nha. Rồi trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách định dạng phong chữ trong quật. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào đoạn văn bản mà các bạn chúng ta muốn định dạng phông chữ sau đó đây các bạn chúng ta sẽ vào top home chọn phông chữ cho nó thông thường ở đây là phông time new roman các bạn chúng ta sẽ gõ là time này đó thì lúc này á nó sẽ ra phông time roman và chúng ta sẽ chọn vào thì lúc này á nó sẽ thay đổi thành phông time new roman lúc này á đã dễ nhìn hơn rồi tương tự ở đây cũng vậy tôi sẽ thay đổi phông chữ đối với đoạn thứ hai này bằng cách là tôi sẽ quyết chọn vào nó và tóc hồng chọn vào phong là tham roman đó nếu chưa có các bạn chúng ta sẽ gõ tìm nha rồi chúng ta sẽ chọn vào rồi đối với đoạn thứ ba cũng vậy quét chọn vào nó chọn vào phong tham roman rồi muốn nhanh hơn á các bạn chúng ta sẽ quét chọn tầng bộ này và chọn vào phong tham roman đó thì lúc này á ba đoạn văn bản của tôi nó đã chuyển qua phong chữ là theo Roman. đó là cách thay đổi phong chữ còn nếu như các bạn chúng ta muốn là cho cái đoạn này á nó lớn lên thì chúng ta sẽ quyết trọng vào nó này đây chính là kích thước chữ này đó, các bạn có thể là chọn vào đây nếu mà muốn lớn á các bạn chúng ta sẽ chọn kích thước lớn nha rồi tuy nhiên ở đây á nó không có phong 13 bây giờ tôi muốn là chọn phong 13 thì tôi sẽ gõ số 13 vào đây nhớ nha không có kích cỡ là 13 thì chúng ta sẽ gõ vào nha tương tự với các kích cỡ chữ khác cũng vậy đó bây giờ tôi muốn là cho cái dòng tiêu đề này á 20 thì tôi sẽ nhập 20 vào đây nha đó hoặc các bạn có thể là chọn vào danh sách này rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn là tô động chữ á thì chúng ta sẽ quét chọn vào nội dung mà các bạn chúng ta muốn tô động vào top hồng chọn vào công cụ là border ở đây nha trên sẽ đậm thì các bạn thấy ở đây này chữ B nó sẽ có nền đậm rồi bây giờ các bạn chúng ta không muốn tô đậm nữa thì chúng ta sẽ bấm vào chữ B một lần nữa thì lúc này á nó sẽ mất tô đậm còn muốn là in nghiêng á các bạn chúng ta sẽ chọn in nghiêng ở đây nha vừa in nghiêng vừa in đậm thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào chữ B và chữ Y rồi muốn mất thì chúng ta sẽ chọn vào chữ Y và chữ B một lần nữa thì nó sẽ quay về mặc định lúc ban đầu còn chữ u á là gạch chân muốn nhiều tùy chọn hơn á thì các bạn chúng ta sẽ bấm vào mũi tên chỉ xuống này đó rồi không muốn gạch chân nữa các bạn chọn vào ninh còn nếu như các bạn chúng ta muốn là thay đổi màu cho chữ á giả sử như đây tôi muốn là thay đổi màu chữ của đoạn đầu tiên này thì tôi sẽ quét chọn vào nó ở đây tôi sẽ chọn vào chữ a này Font color bấm vào mũi tên chỉ xuống sau đó đây các bạn có thể là chọn màu cho chữ này Nhiều màu hơn Thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào Màu color ở đây Chọn vào mã màu Ok Thì nó sẽ chuyển qua màu Và mà bạn vừa chọn Cho nó in đậm lên Đó Rồi Với đoạn này cũng vậy Các bạn có thể là Chọn màu mà bạn muốn Đó In đậm lên còn muốn màu nền cho chữ đó, Thì ở đây các bạn chúng ta sẽ quyết chọn vào Đoạn văn bản hoặc là nội dung Mà bạn muốn làm nền Vào công cụ đó là test highlight này. Đó. Rồi còn các chỉ số trên, chỉ số dưới này Đó giả sử như ở đây Tôi muốn là viết là H2O Ở đây tôi sẽ viết là H này 2 Là ở phía dưới Thì tôi sẽ chọn vào công cụ đó là Super Clip thì nó sẽ di chuyển xuống dưới bây giờ tôi sẽ gõ số 2 rồi bây giờ tôi sẽ tắt công cụ Super Clip đi nếu mà tôi không tắt á tôi tiếp tục viết thì nó ở phía dưới nha bây giờ tôi sẽ tắt công cụ Super Clip đi để cho nó di chuyển lên trên và tôi sẽ nhập chữ O đó rồi tương tự đây tôi muốn viết X bình phương X bình phương thì tôi sẽ gõ vào công cụ đó là Super Clip nhập số 2 rồi sau khi nhập xong á tôi sẽ tắt công cụ Super Clip đi nó sẽ di chuyển xuống dưới rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn là xóa nhanh các định dạng này thì các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào nội dung mà các bạn muốn xóa định dạng và chọn vào công cụ đó là clear on formatting thì nó sẽ xóa toàn bộ định dạng nha rồi để thiết lập cho quật một phong chữ chung thì ở nhóm phong này bấm vào mũi tên chéo chỉ xuống rồi ở phong á các bạn chúng ta sẽ chọn vào là Tiny Roman phong chữ là Ragula nha kích cỡ chữ là 13 hoặc là 14 tùy các bạn nha sau đó đây các bạn chúng ta sẽ thiết lập đã set up the phong ở đây đó, nếu mà bạn chọn vào zip up only thì nó chỉ có tác dụng đối với file tài liệu này mà thôi còn nếu mà bạn chọn vào on document thì nó sẽ áp dụng đối với tất cả tài liệu đó, bây giờ tôi sẽ chọn tất cả tài liệu ok rồi bây giờ tôi sẽ mở một file word mới này khi tôi nhập nội dung chữ này thì lúc này á nó sẽ là phong thanh riêng mình đó tôi đã thiết lập trước đó rồi kích cỡ chữ là 13 rất là tiện lợi như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách định dạng phong chữ trong Word nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi